Bên kia là gì em? Sumerian và Minoan, còn bên này là Phoenician và Per. Lợi thế. Vâng. À xin lỗi các bạn, là Sang và Minoan. Thế thì cũng chả lợi thế cái gì cả. Chỉ là một kèo cân thôi. Bên kia nhiều khả năng Sang thì đánh chém để cho Minoan đánh cung, đó là chuyện bình thường. Chưa đoán trước được điều gì, trong khi đó bên này thì đã rõ ràng rồi. Phoenician đánh cung, còn người đánh chém sẽ là người cầm Persian. Thật chất là một trận để thua hơi đáng tiếc khi mà vâng, Per của bên lớp tương đối tốt. Còn BB đánh một trận cung A thực sự là đẩy quá đúng thời điểm. Để lâu một tí nữa thì ông Anh hoàn toàn có thể lên được công nghệ cho những con cung R. Rất đáng tiếc. Còn đây là màn hình máy tới từ game thủ cầm Persian ông Anh. Vâng, liệu có phải là một bài Persian 95 như trận thi đấu trong trận đấu thứ tư hay không? Tỷ số C5 đang là một đều. Đây là trận bản lề trong trận đấu cuối của ngày hôm nay. Chiến thắng chắc chắn là sẽ thuộc về các game thủ bên phía Hồng Anh và chim sẻ rồi. Nhưng vấn đề là chiến thắng 4-1 về C hay chiến thắng 3-2 về C mà thôi. Cách đây gần 2 tháng thì chiến thắng thuộc về cặp đôi BB và lớp với tỷ số 3-2 về C. Và dường như là rơi ở C5 khi mà tỷ số C là 2 đều. Nhưng ngày hôm nay thì đang là 3-1 dành cho cặp đôi chim sẻ và Hồng Anh. Những cây gỗ đầu là rất gần, 7 hiệu vẫn chỉ là 7 hiệu 4 thôi. Hơi đen. Hopper và Minoan Seng. Một kèo chưa thể nói trước điều gì. Vâng, giết được hai sư tử dành cho game thủ ông Anh bằng một con nông dân. Cố gắng đưa hiệu về đi và cố gắng tìm rừng để đóng hết đầu. Con chưa thấy rừng. Một bài mà rừng sẽ ở rất xa dành cho người cầm Persian. Có thêm bãi quả nữa, đủ đã đủ dành cho game thủ cầm Persian. Đó chính là bài hai hiệu và hai quả. Cái hiệu sau thì to hơn, còn cái hiệu trước thì chỉ là hiệu 4 và bây giờ mới là con thứ 3 chuẩn bị được đưa về. Đây rồi, rừng đây rồi. Tìm vị trí đẹp và đóng một chiếc BS. Như vậy là cắt dần ăn nhiều dưới không em hay ăn quả? Như vậy là quyết tâm ăn quả. Không có voi bài này, rất đáng tiếc dành cho Persian. Phoenician có đẹp không? Phoenician thì lại có 5 voi về. Vâng, cái người cần voi thì không có. 5 voi về và 7 hiêu 7. Vâng, tại sao nó không đổi cho nhau trong trận thi đấu này? Vâng, đổi cho nhau thì có phải là quá mắc binh không? Và câu hai vòi tới từ Phoenician của game thủ chim sẻ đi nắng. Phải chăng đây là đẳng cấp? Rất tuyệt vời rồi. Rồi, và tiếp là 7 hiệu 7 nữa. Bài không quá đột biến và phải đánh 25 phù tới từ Persian. Tí nữa sẽ đi ăn hoa trong góc 3 giờ, hy vọng là sẽ có gì đó. Vâng, cánh rừng đóng xây ra một tí thì đẹp, lại đóng hơi ở cái mỏm này thành ra là hơi xấu. Như vậy bài mắc bình tới từ các game thủ bên phía của BB và Velop. Sang đã chọc giò ở thời điểm này. B cũng là tương đối khỏe với bài này. Chết một dân.
đang lừa vào vẩy e không kịp. Sang rất đột biến, con giò đã bắt đầu được sinh ra. Vâng, bị phát hiện bãi vàng rồi, đủ đóng hết rồi nhưng vẫn còn thiếu gỗ để có thể bò được chiếc BS này. Nâng cấp giáp được bờ 100 gỗ. BS bò vào luôn Hồng Anh. Đây cũng là bãi an hoàng tới từ game thủ. Lạc đà đã tới rồi, chia nhau ra mà chạy thôi. Trận đấu bản lề của xê đấu thứ 5, Hồng Anh cũng đang cố gắng ăn dần tới từ game thủ cầm sang, đó chính là Vlớp. Có lẽ Vlớp trận này sẽ chém bằng tất cả sự căm phẫn của mình. Ăn con voi là bị lộ đấy, đấy Hồng Anh ạ. Vâng, vẫn cứ phải ăn thôi. Như vậy là sẽ có còn ăn bãi vàng của người cầm sang trước. Sang dường như đã chém chéo sang nhà của chim sẻ đi nắng. Sẻ hãy cẩn thận, sẻ không được nhà rồi. Tê đang công sang nhà của Minoan và ăn được con dân này, té thôi. Úi dồi ôi, cái gì thế hả giời, ông Văn Lớp. Vâng, Lớp là có lẽ là cay thằng sẻ lắm rồi. Lớp là người cay sẻ lắm, các bạn không tưởng tượng được, cái độ cay như thế nào đâu. Mấy trận, vâng, một trận Pan, một trận Roman bị sẻ nó ôm bom. Vâng, không thở nổi. Trong khi đó đây là màn hình máy của game thủ Hồng Anh, lọt được vào bãi gỗ của game thủ Vlớp rồi. Ăn được bao nhiêu dân thì ăn, xác định hy sinh một con giò và hai con lạc đà này. Vâng, xác định là hy sinh, ăn đôi voi mà Vlớp lại không để ý. Chứ Vlớp rõ ràng là đã chọc chết dân của Hồng Anh ở khu vực đó, đã nhìn thấy đôi voi đó rồi. Tham vẫn là 24 dành cho game thủ Hồng Anh. Trong khi đó sẽ đẩy luôn nhà của Minoan cung là hai áo ở thời điểm này. Cái gì vậy, phút thứ 16 sẽ đang cố gắng hạt điều. Thế nhưng lượng lạc đà đang chém những tên quân của game thủ chim sẻ đi đẩy nhà của Minoan. Thôi bắn fit ông Sang đi cho nó lành. Xong nhưng mà cũng rất khó, vì kia cũng chỉ là pơ thôi. Cái lượng đảo nó sẽ là không nhiều dành cho Phonesian để có thể chơi được Minoan. Trên lý thuyết là như vậy thôi, chỉ có chờ đợi vào một tuần ảo nào đó ăn được của dân của Minoan khi dân Minoan chưa có bánh xe, hoặc là một cái gì đó. Vâng, điểm yếu của BB đó chính là vàng ngoài, nhưng nó rất gần với nhà BA. Bây giờ còn phải bắt những con lạc đà của game thủ Vlớp nữa, để ý luôn nhá. Bắt lạc đà là một, vâng, ăn dân té thôi. Tranh thủ đầu có mủ rồi. Hit and run quá hay dành cho game thủ chim sẻ, sẽ là rất yếu lực dành cho Minoan nếu như Minoan để chim sẻ ăn được nhiều dân như thế này. Hy sinh một hai con cung G không là vấn đề gì cả. Rồi cung A đứng dưới dốc, chim sẻ hạt đều luôn, quá máu lửa. Tham sẻ đang ăn 50, hoàn toàn tham to hơn so với Minoan, mặc dù cung A là đơn vị quân nở nhanh hơn so với cung G. Cung A là có 30 giây thôi, trong khi đó cung G là 40 giây. Nhưng bây giờ thì dân đang phải đảo. Lượng cung A của game thủ BB đâu hết cả rồi. Vâng, tham ai là 52/60. Một trận thi đấu lấy cung G đấu lại cung A Minoan. Rất hay của game thủ chim sẻ đi nắng. Bài khung và không bị Sang chém một cái gì cả, mặc dù điểm số của Sang vẫn đang là rất cao. Trong đó đây là màn hình máy. Vâng, như vậy là BB quyết rồi. Trận đấu rất hay của chim sẻ đi nắng, và cùng với đó là sự quật khởi tới từ game thủ Hồng Anh. Anh đã mặc, vâng, mặc dù anh đã bị chọc trước và mất dần, rất khó khăn để có thể đóng được chiếc hết để ăn vàng, nhưng cuối cùng thì anh lại ôm lại được nhà của Sang. Sang không, vâng, Sang không làm gì được game thủ cầm Phonesian, và cung G đánh bại được cung A ở thời điểm đầu. Để lâu thì có lẽ là không thể thắng nổi cung A Minoan, nhưng đây là một turn mà game thủ Vlớp cũng không cản. Vâng, lạc đà của Sang không cản được cung G của Phonesian tràn sang. Rất bất ngờ và tương đối hay dành cho trận thiếu này. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.